Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình Địa phương trên đường phát triển. Thưa quý vị, hạ tầng cơ sở là nền tảng quan trọng nhất trong tiến trình xây dựng phát triển của mọi địa phương. Và tại huyện Xuyên Mộc, địa phương có hạ tầng yếu kém nhất Bà Rịa Vũng Tàu khi tỉnh mới thành lập, nên đầu tư cho hạ tầng luôn được tỉnh và địa phương ưu tiên hàng đầu để đưa Xuyên Mộc hòa nhập với tiến trình phát triển chung của tỉnh. Chính sự đầu tư có trọng tâm trọng điểm này mà đến nay, cơ sở hạ tầng Xuyên Mộc đã có bước chuyển vượt bậc. Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Xuyên Mộc ghi dấu đậm nét hơn cả sự phát triển về hạ tầng cơ sở. Tính từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc có 330 công trình hạ tầng cơ sở được triển khai với tổng vốn hơn 3.300 tỷ đồng. Hầu hết trong số này là những công trình tạo bước chuyển quan trọng cho tiến trình xây dựng phát triển của huyện. Và theo báo cáo của phòng ban chức năng, các công trình đều đảm bảo tiến độ thi công, đưa vào sử dụng đúng kế hoạch, khối lượng giải ngân đạt 98%. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong thời gian qua rất khó khăn. Nó ảnh hưởng lớn nhất là cái việc giá đất, do cái việc sốt đất trên địa bàn, cũng như là cái giá đất mà mình khảo sát nó chưa tiệm cận với cái giá đất thực tế của người dân sử dụng. Để giải quyết cái khó khăn này thì huyện cũng đã giao cho những đơn vị thẩm định giá cố gắng khảo sát cho nó thật gần với cái giá thực tế. Cái thứ hai nữa là cũng nhờ địa phương, xã phường có liên quan để mà vận động người dân hiểu biết để ủng hộ nhà nước bàn giao cái mặt bằng. Ở trong giai đoạn này, cùng với việc tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông được xem là đường dẫn để thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, huyện Xuyên Mộc cũng rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Dự án khu chế biến hải sản tập trung tại xã Bình Châu là công trình dấu ấn của huyện trong thời gian vừa qua, là công trình trọng điểm bởi vì khi đưa công trình này vào khai thác sẽ xử lý nguồn gây ô nhiễm do các cơ sở chế biến hải sản nằm phân tán rải rác trên địa bàn gây ra trong quá trình hoạt động. Khu chế biến hải sản tập trung huyện Xuyên Mộc có diện tích hơn 22 hectare, xây dựng trên địa bàn xã Bình Châu. Tổng mức đầu tư công trình này hơn 173 tỷ đồng. Khởi công năm 2014 đến đầu năm 2019, công trình nghiệm thu và đang tiếp tục hoàn tất thủ tục bàn giao cho đơn vị vận hành. Gần 70 cơ sở chế biến hải sản trong các khu dân cư huyện Xuyên Mộc sẽ được di dời về đây. Hiện nay thì cái dự án này đã được hoàn thành tất cả các hạng mục. Hiện nay cũng đã là bàn giao cho đơn vị khai thác vận hành sử dụng để khai thác vận hành sử dụng trong cuối năm 2019. Thì các đơn vị đó cũng đang hoàn thành thủ tục để sớm đưa vào khai thác và vận hành. Tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, đến nay 80% tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện, liên xã, đặc biệt những tuyến kết nối điểm du lịch trên địa bàn Xuyên Mộc cũng được đầu tư nâng cấp. Chợ trung tâm huyện Xuyên Mộc có tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng, đang được thi công đúng tiến độ. Hiện công trình chuẩn bị bước sang giai đoạn 2. Khu neo đậu tránh trú bão Bến Lội Bình Châu đang khẩn trương triển khai. Hạ tầng ngày càng hoàn thiện đã tạo đà cho kinh tế xã hội địa phương ngày càng tăng trưởng. Riêng với ngành kinh tế chủ lực là du lịch tăng trưởng bình quân 8,4% một năm. Nhờ có đường với điện, nó phát triển thì từ đó làm nhà, rồi là xây tường, chăn nuôi bò. Đó, nhờ cái đó thì bà con ở nơi đây bây giờ phát triển cũng đồng đều với nhau. Được dành nhiều kinh phí tạo dựng hạ tầng trong nhiệm kỳ 2015-2020 tại Xuyên Mộc là lĩnh vực giáo dục. Trong 5 năm, huyện Xuyên Mộc đã khởi công 18 trường học, đưa vào sử dụng 13 trường học. Ở năm cuối nhiệm kỳ 2020, huyện Xuyên Mộc có 66 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, thì 35 trường đạt chuẩn quốc gia. Trường lớp khang trang, trang thiết bị đầy đủ đã tạo điều kiện cho ngành giáo dục Xuyên Mộc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thời điểm năm 2000, tỷ lệ học sinh bỏ học trên địa bàn chiếm hơn 5%, thì nay giảm xuống còn 0,8%. Tỷ lệ học sinh khá giỏi các bậc học những năm học gần đây ổn định và tăng dần đến gần 50%. Về nói về cơ sở vật chất thì thực sự lên đây thì kể cả học sinh và cả thầy, cả cô và cả phụ huynh của địa phương xã Bồ Lớn mà rất là phấn khởi. Bởi vì cái trường mới thì đó nó rất khang trang, cơ sở vật chất đảm bảo, vì các cái phòng chức năng lý hóa sinh đều có cả thì các em cũng rất là phấn khởi và cả cô dạy cũng rất là tự tin.
về cái tiết thực hành. Hướng đến mục tiêu xây dựng Xuyên Mộc trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và trở thành một trong 7 vùng chuyên canh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đảng bộ huyện Xuyên Mộc đặc biệt lưu ý phát triển giao thông kết nối huyện với các địa phương trong tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ. Vì vậy, nhiều công trình hạ tầng sẽ tiếp tục được huyện đầu tư trong nhiệm kỳ 2020-2025. Kết nối với liên vùng với các huyện khác. Ngoài ra là trọng điểm của Xuyên Mộc đó là du lịch chất lượng cao và nông nghiệp chất lượng cao. Chính vì vậy là chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư theo cái hướng tuyến dọc ven biển để hạ tầng ven biển nó lên kèm với những cái dịch vụ phụ trợ phục vụ cho cái dịch vụ du lịch. Ví dụ như là cái việc quy hoạch lại những cái cơ sở hạ tầng của những cái tuyến đô thị ven biển như là Phước Thuận và Bình Châu. Ngoài ra nữa thì những cái hạ tầng để phục vụ cho những cái khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh ủy quy hoạch thì cũng phải cần được đầu tư những cái cụm tiểu thủ công nghiệp cũng phải đầu tư. Nếu mà đồng bộ những cái điều đó thì sẽ thúc đẩy cho Xuyên Mộc phát triển. Thưa quý vị, xuyên suốt nhiệm kỳ 2015-2020, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã có 330 dự án được khởi công xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, một con số rất là ấn tượng đúng không ạ? Có cái sự đầu tư đúng mức về cơ sở hạ tầng, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đều có cái diện mạo khang trang và có cái sự đầu tư về cơ sở hạ tầng cũng đã tạo ra một cái sức bật về kinh tế xã hội cho các địa phương của huyện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Và ngay sau đây thì chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuyên Bình Châu về những cái thay đổi của địa phương trong thời gian vừa qua. Xin chào ông, thưa ông, thì trong 5 năm vừa qua, trong cái giai đoạn 2015-2020 thì xã Bình Châu đã được cái sự đầu tư về cơ sở hạ tầng như thế nào? Thì có thể kể ra một số công trình trọng điểm, đó là khu hạ tầng chế biến hải sản tập trung tại ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, rồi trường trung học cơ sở 2, xã Bình Châu, rồi khu neo đậu tránh chú bão và một số cái công trình khác như hạ tầng giao thông, đường điện chiếu sáng, các công trình trụ sở cơ quan, các cái cơ quan trụ sở ấp. Thì đây là những cái công trình tôi cho rằng nó đầu tư kịp thời góp phần rất là lớn tạo động lực cho xã Bình Châu phát triển. Thưa ông, là từ cái sự đầu tư đúng mức của tỉnh, của huyện về cơ sở hạ tầng cho xã Bình Châu thì nó đã tạo ra cái động lực thúc đẩy cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương như thế nào? Các công trình đầu tư này khi đưa vào hoạt động thì nó đã góp phần giải quyết rất nhiều cái vấn đề của địa phương về thúc đẩy sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường của địa phương. Và cái vấn đề môi trường được kiểm soát tốt thì sẽ thúc đẩy cái phát triển của xã Bình Châu về cái định hướng du lịch. Và ngoài ra những cái công trình đường giao thông nông thôn, đường chiếu sáng thì đã góp phần làm thay đổi cái diện mạo, cái bộ mặt của địa phương, giải quyết vấn đề lưu thông cho bà con tốt hơn. Thì ngoài ra thì những cái công trình mà do các cái doanh nghiệp mà tỉnh huyện đã thu hút đầu tư về đầu tư trên địa bàn cũng đã phát huy cái vai trò của mình, tạo cái động lực phát triển, giải quyết cái việc làm cho người dân địa phương. Từ đó thu nhập của người dân địa phương nó nâng lên, công việc làm nó ổn định hơn. Thì cái thu nhập của người dân hàng năm nó đã nâng lên rõ rệt qua từng năm. Và đến nay nó đã tiệm cận cái mức mà cái chuẩn đạt của tỉnh ban hành là đối với năm 2019 là cỡ 54 triệu đồng một người. Tiếp tục đầu tư về cơ sở hạ tầng để tạo động lực cho thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thì trong 5 năm tiếp theo, trong giai đoạn 2020-2025 thì xã Bình Châu sẽ đầu tư những cái công trình dự án nào và các cái công trình dự án này thì có ý nghĩa như thế nào đối với xã Bình Châu? Một số cái công trình dự án thì chúng tôi đặt ra trong cái giai đoạn sắp tới. Thứ nhất, việc mở rộng cái khu neo đậu tránh chú bão thành một cái cảng cá là rất quan trọng để tạo cái động lực cũng như là kết nối một cái hạ tầng đồng bộ để cho cái ngành nghề đánh bắt thủy sản của xã Bình Châu phát triển. Cái định hướng sắp tới chúng tôi sẽ kiến nghị ở tỉnh, ở huyện sớm đầu tư, quy hoạch đầu tư cho bà con một cái bãi tắm khang trang, đảm bảo vệ sinh môi trường và là cái điểm nhấn thu hút đầu tư cũng như phát triển du lịch cho địa phương. Ngoài ra thì các cái công trình phục vụ cho văn hóa thể thao như nhà văn hóa, rồi sân vận động,
và các cái công trình phục vụ cho giáo dục, y tế cũng sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư và tạo cơ sở để thực hiện tốt cái quy hoạch đô thị cũng như là thực hiện cái mục tiêu đưa xã Bình Châu trở thành cái đô thị loại 5 trong năm 2025. Vâng, có rất là nhiều những cái kế hoạch, những cái dự định và cả những cái mong ước rất là lớn lao. Và xin chúc cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương của xã Bình Châu sẽ sớm thực hiện được những cái kế hoạch của mình trong năm 2025, đó là trở thành đô thị loại 5. Thưa quý vị, là địa phương có xuất phát điểm nhiều khó khăn hơn cả so với các huyện thị thành phố trong tỉnh, huyện Xuyên Mộc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dành nhiều quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đảng bộ, chính quyền huyện Xuyên Mộc cũng đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng cơ sở. Và từ sự đầu tư đúng hướng này mà qua mỗi năm, huyện Xuyên Mộc càng có những bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội, có nền tảng hạ tầng được đầu tư bài bản, mục tiêu đưa Xuyên Mộc trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao và là một trong 7 vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh cũng đang hiện hữu rõ rệt. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Địa phương trên đường phát triển đã hết.